Samsung Galaxy S10 và Samsung Galaxy S10 5G. Đây là hai con máy nhìn nó cũng khá là giống nhau và nhiều bạn cũng chưa biết là về trang bị nó khác nhau những cái gì, về trải nghiệm thì có khác biệt gì hay là không. Thì trong video này mình sẽ đưa ra những điểm khác biệt giữa cả hai con cho các bạn có thể phân biệt và cũng như là lựa chọn cho nó phù hợp. Và nhìn qua mức giá một chút thì đối với con Samsung Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ, hiện nay ClickBuy đang bán với mức giá là 6.790.000. Còn đối với con Samsung Galaxy S10 5G sẽ là 6.990.000 cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất. Và link của cả hai sản phẩm thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video cho các bạn dễ dàng tham khảo nhé. Tới với sự khác biệt đầu tiên, đó chính là về kích thước tổng thể của cả hai con. Thì các bạn có thể thấy là đối với con Samsung Galaxy S10 Plus nó sẽ thon hơn, gọn hơn về cả chiều ngang cũng như là chiều dài. Cho nên là về việc cầm nắm nó vẫn sẽ thoải mái hơn so với con Samsung Galaxy S10 5G. Và đối với một người có bàn tay vừa phải giống như mình thì vẫn có thể cầm nắm, sử dụng, thao tác một tay trên màn hình này vẫn rất là dễ dàng. Chứ còn đối với con Samsung Galaxy S10 5G này thì mình dùng một tay cũng phải rướn đi rất là nhiều, cho nên là cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. Nên bạn nào yêu thích sự nhỏ gọn và cầm nắm thoải mái thì vẫn nên lựa chọn con Samsung Galaxy S10 Plus nhé. Còn về thiết kế của cả hai con thì cũng sẽ có một vài điểm khác. Ví dụ như là cụm camera của con Samsung Galaxy S10 5G nó vẫn sẽ dài hơn bởi vì nó sẽ chứa thêm một cái camera TOF. Khung viền của cả hai con thì nó cũng sẽ được làm bo cong và mềm mại. Nhưng cái phần viền hai bên của con Samsung Galaxy S10 Plus nó vẫn sẽ được làm dài hơn. Nên là cái cảm giác cầm nắm trên Samsung Galaxy S10 Plus nó vẫn sẽ đỡ cân vướng hơn so với con Samsung Galaxy S10 5G. Còn về mặt trước của cả hai con thì cũng sẽ đều là một kiểu thiết kế màn hình tràn viền. Nhưng mà về thiết kế cụm camera của con Samsung Galaxy S10 5G nó sẽ được làm dài ra bởi vì nó sẽ chứa thêm một cảm biến TOF 3D, cho nên là về độ thẩm mỹ thì nó cũng sẽ không được đẹp bằng camera trên con Samsung Galaxy S10 Plus. Và với cái kiểu thiết kế camera nó dài như thế này thì cái việc xem phim hoặc là giải trí trên màn hình thì nó cũng sẽ hơi vướng một chút, cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc. Nhưng để đánh đổi lại về độ thẩm mỹ thì cái khả năng chụp xóa phông bằng camera trước của con Samsung Galaxy S10 5G với sự hỗ trợ của camera TOF thì các bức hình xóa phông nó vẫn sẽ tốt hơn, chủ thể nó cũng được tách bạch rõ ràng với background hơn, các phần viền thì nó cũng sẽ đỡ lem nhem hơn khi mà so với con Samsung Galaxy S10 Plus. Nhưng mà với cá nhân mình, việc đánh đổi như vậy thì nó cũng sẽ không xứng đáng lắm, vì thực tế mình thấy thì chả có mấy ai selfie xóa phông nhiều đâu, nên là tốt hơn một chút thì cũng không ăn thua cho lắm. Còn với chụp hình selfie thông thường thì cả hai con nó sẽ cho chất hình gần như là tương đương với nhau, không có sự khác biệt gì nhiều. Tiếp theo về màn hình của cả hai con này thì nó sẽ khác nhau về kích thước. Con Samsung Galaxy S10 sẽ có kích thước là 6.4 inch, còn đối với con Samsung Galaxy S10 5G sẽ có kích thước lớn hơn là 6.7 inch. Còn về tấm nền cũng sẽ là Dynamic AMOLED cùng với độ phân giải là như nhau. Nên về khả năng hiển thị, màu sắc rồi độ tương phản các thứ thì cả hai con nó cũng sẽ không có sự khác biệt. Vậy thì cái việc lựa chọn sẽ tới từ cái phần kích thước nó có phù hợp với các bạn hay là không thôi. Còn về camera sau thì con S10 5G nó sẽ hơn một cảm biến TOF, nó sẽ giống như là camera trước thôi, tác dụng như thế nào thì cũng quá là rõ rồi. Còn với những camera còn lại thì do sử dụng chung cảm biến cho nên là mọi bức hình mình chụp ra nó hoàn toàn là tương đồng, ít có sự khác biệt xảy ra. Nên bạn nào ưu tiên chụp hình xóa phông hơn thì cũng nên lựa chọn con Samsung Galaxy S10 5G. Còn về khả năng quay video cũng như là tính năng trong phần camera thì nó cũng sẽ là tương tự. Tiếp theo sẽ là cấu hình, thì cả hai con nó cũng sẽ có sức mạnh là như nhau thôi, không hề có sự khác biệt đâu. Đối với phiên bản Mỹ thì sẽ được trang bị con chip đó là Snapdragon 855 cùng với 8GB RAM, cho nên là mọi tác vụ từ nhẹ tới nặng thì cả hai nó đều xử lý tốt. Điều khác biệt duy nhất đó chính là phiên bản bộ nhớ trong. Đối với con Samsung Galaxy S10 chỉ có hai phiên bản bộ nhớ trong cho các bạn có thể lựa chọn là 256GB và 512GB thôi. Còn Samsung Galaxy S10 Plus sẽ có nhiều phiên bản hơn cho các bạn có thể lựa chọn từ 128GB, 512GB cho tới 1TB. Vậy thì nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng lưu trữ nhiều thì nên lựa chọn phiên bản 1TB, nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Vì chỉ cần bỏ ra một số tiền là 300.000 thôi thì từ 512GB các bạn có thể lên được 1TB rồi. Rất là thoải mái cho các bạn có thể lưu trữ mà không lo đến việc là hết bộ nhớ đâu. Cuối cùng là về pin trên hai con máy này cũng sẽ có sự khác biệt. Với một thân hình lớn hơn thì con Samsung Galaxy S10 5G sẽ được trang bị một viên pin bự hơn là 4.500 mAh, sạc cũng nhanh hơn với công suất tối đa là 25W. Còn đối với Samsung Galaxy S10 Plus thì chỉ có viên pin là 4.100 mAh cùng với khả năng sạc tối đa chỉ là 15W thôi. Cho nên về thời lượng sử dụng pin và thời gian sạc thì chắc chắn Samsung Galaxy S10 5G nó vẫn sẽ vượt trội hơn là Samsung Galaxy S10 Plus. Thì đó là những thứ khác biệt giữa hai con máy này. Chốt lại một điều, nếu như các bạn cần một con máy nhỏ gọn, thiết kế đẹp hơn một chút về phần màn hình và muốn có một phiên bản bộ nhớ trong cao hơn để lưu trữ thì nên lựa chọn con Samsung Galaxy S10 Plus. Còn bạn nào muốn có một con máy nhiều công nghệ hơn, màn hình to hơn cũng như là thời lượng sử dụng pin lâu hơn thì có thể lựa chọn con Samsung Galaxy S10 5G nhé. Nói chung là các bạn cũng nên cân nhắc để mà phù hợp hơn với cái nhu cầu của mình. Còn các bạn thì các bạn lựa chọn con máy nào thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like, share cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của ClickBuy nhé. Bye bye.